Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đầu tiên của mùa đông miền Bắc năm 2020-2021 nhiều khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 11 năm nay. Nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 20 độ C tại khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ tháng 11 thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ. Các khu vực khác phổ biến tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Theo dự báo, các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12 năm nay cho đến tháng 2 năm sau. Mỗi đợt có khả năng kéo dài từ 7 đến 10 ngày và có thể kéo dài hơn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.